cách mở mẫu từ đuôi DXF. Thì bạn nhìn trên này này, bạn đang thấy là cái phần này này, bạn nhìn đuôi DXF này này, đây là mẫu đuôi DXF. Và ở đuôi DXF này thì mình sẽ giải thích một chút. Và bất kể cái phần mềm cánh mây nào, ở Gerber, Nexa hoặc Obitech đều có thể xuất sang đuôi DXF này và cũng có thể nhập từ cái đuôi DXF này về mẫu của mình. Tuy nhiên là sẽ có những cái mẫu mà khách hàng gửi cho mình ấy, thì mình sẽ mở nhưng mà nó sẽ bị lỗi, có những mẫu bị lỗi và có những mẫu rất là ok. Và ngoài ra thì không chỉ là cái phần mềm của máy đâu, bản Corel này, Photoshop này, rồi là CAD này thì đều có thể chuyển sang định dạng của đuôi DXF này được. Nhớ là đuôi DXF này có thể là một định dạng đuôi mẫu quốc tế, bạn có thể là chuyển đổi sang và bạn có thể nhập về được. Và rất nhiều người người ta sử dụng là phần mềm CAD, đã không người không phải ngành may, người ta sử dụng phần mềm CAD, người ta thiết kế nên các cái sản phẩm, sau đó người đó lại chuyển từ cái đó sang đuôi DXF này và mở trên phần mềm ngành may và mình nhảy sang các cỡ khác đều rất là ok. Và đây mình sẽ hướng dẫn cái cách import mẫu, là nhập mẫu của cái phần DXF này về phần mềm Lecture. Và mình sẽ vào trong thằng này này, bạn sẽ mở một cái thằng Morris lên và từ đây bạn vào trong file, bạn chọn new, ví dụ đường dẫn này mình 1 2 3 4 5 đi, tên của này mình chọn là 1 2 3 4 5 và đường dẫn mình chưa quan tâm vội nhé. Để nhập về thì mình sẽ vào trong file này, vào import này, tên import này, bạn trái chuột chọn import này. Còn hiện bảng này lên, bảng này bao gồm là AMASTM, DXF, Gerber và TIP. Thì cái thằng Gerber này, cách nhập của Gerber như nào thì mình sẽ dẫn ở bài sau. Ở bài này thì mình sẽ dẫn về cái cách nhập DXF này. Bạn có thể chọn TIP này, DXF này, ASTM, AMA. Ở mình thì thường lựa chọn AMA để mình làm. Ở đây mình sẽ sử dụng này, bạn nhìn kỹ hướng dẫn nhé. Mở thằng lên xong thì bạn sẽ phải chuột ở AMA này, sau chọn thằng Live Alias. Ở đây bạn có thể chọn số 1, số 2, số 3 gì đó, nhưng mà cái tên của mình là bên trùng rồi thì mình sẽ chọn chữ công ở thằng Lame này. Còn ở phần Accept Path là cái phần đường dẫn ấy, thì bạn nhìn thấy dấu 3 chấm này này, bạn trái chuột chọn vào thằng này, bạn đưa tới đường dẫn. Bạn sẽ kiểm tra lại đường dẫn ở đây. Ví dụ ở đây mình đang lấy là ở trong ổ E của khách hàng và 2019 ở Mr. 2, và đây là tên mã hàng DLS0107 này. Ở đây ổ E này, khách hàng này, 2019 này, Mr. 2 này và DLS0107 này, ký đục vào đây. Và tới đây thôi, bạn đừng vào bên trong này nữa, bởi vì cái mẫu của mình đang dừng lại ở ngoài này. Ở đây thì bạn tạm thời là bạn sẽ chưa nhìn thấy nhá, bạn sẽ chưa nhìn thấy gì trong này cả. Bạn chỉ việc là tới chọn đúng đường dẫn mà có cái mẫu mà mình đang cần rồi thì bạn chọn vào open thôi. Open xong ấn ok thì bạn sẽ thấy này, cái vừa mình chọn là chữ công này, bạn kích đúc vào chữ công này thì đây đang có 5 mã hàng 01, 02, 03, 06 và 07. Mình kiểm tra bên này, đây 01, 02, 03, 06 và 07. Còn run, cái chấm run là cái đuôi nó đi kèm cùng với cái mẫu DXF này nhá. Và nhiều file khi mà khách hàng gửi cho không có chấm run thì nó bị một cái hiện tượng, đấy là trong đấy có nhảy cỡ nhưng mà lại không hiện ra, tức là mình sẽ không nhìn thấy nhảy cỡ nữa, mà khách hàng phải gửi cho cái run này thì mới ra được. Còn sẽ có những cái mẫu mà người ta cài đặt là không cần lựa chọn cái run này thì mình vẫn có thể mở cái DXF này ra và có các cỡ khác ở trong này luôn, là nhảy cỡ trong này luôn. Đây mình lựa chọn thằng này, khi tới đây xong mình cần thằng nào đó, ví dụ là mình cần thằng 02 chẳng hạn, kích đúc vào thằng 02 thì hiện lên các cái chi tiết ở đây. Và bạn sẽ thấy là nhiều mẫu bạn mở lên không được, bởi vì các cái chi tiết của người ta đặt ra đây chi tiết cái theo cái tiếng nước ngoài, theo cái không phải là tiếng Anh, không phải tiếng Anh và không phải ký hiệu của ABCD cái này, thì là những cái chi tiết đấy đọc rất là khó. Và khi mà làm ấy thì thường là mình sẽ sử dụng là chuyển qua thằng Obitech hoặc là chuyển qua thằng Gerber để mình mở lên, sau đó là từ thằng mẫu bên đó mình mới chuyển ngược lại qua thằng Nexa này. Đây bạn sẽ chọn các cái chi tiết mình cần này. Ở đây bạn chú ý này,
Nếu bạn muốn chọn theo các cái chi tiết là một số chi tiết thôi thì bạn giữ control để chọn giới tiết cách 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 như thế này. Còn nếu bạn muốn chọn là từ đầu này xuống dưới này, xuống tới đây thì bạn chọn thằng đầu tiên xong giữ shift và trái chuột chọn thằng cuối cùng luôn là bạn sẽ chọn được toàn bộ chỗ này. Khi mà chọn xong rồi thì bạn chọn vào OK. Các bạn chờ một lát thì tất cả các chi tiết hiện lên đây. Đây, các chi tiết như này. Bạn chưa cần quan tâm đến cái việc là mình đang sử dụng cái gì cả, chỉ cần biết là cái cách để hiện lên trên này như này thôi. Còn ví dụ cách xử lý này, kiểm tra mẫu như này, ở như nào thì mình sẽ có ở những cái bài sau. Bài tiếp theo nó sẽ có hết tất cả các phần đấy. Ở đây mình sẽ kiểm tra này. Ở đây chưa có nhiều mẫu. Rồi khi mà thầy xong thì mình sẽ sang bài tới là mình lấy cái mẫu của cái thằng Gerber và mở trực tiếp trên cái phần cha này.